Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ tổ chức hội thi quan trắc viên, dự báo viên khí tượng thủy văn giỏi năm 2022. Hội thi có 73 quan trắc viên, dự báo viên đến từ 18 đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ. Trong 2 ngày, các quan trắc viên, dự báo viên phải thực hiện 2 nội dung thi là lý thuyết và thực hành ngoài thực địa. Hội thi nhằm mục đích bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực cho các quan trắc viên, dự báo viên trong ngành khí tượng thủy văn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.